Truyền thông Ba Lan cho hay một phụ nữ Việt Nam nhảy qua cửa sổ từ tầng đa của tòa nhà và tử vong trong cuộc truy thuế của lực lượng an ninh. Theo trang tin TVN24.pl hôm 23 tháng 5, trích lời cơ quan điều tra và luật sư đại diện cho người phụ nữ Việt Nam nói rằng vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày ở thủ đô Warsaw. Luật sư nói với báo chí địa phương rằng bà không hiểu vì sao lại có thể xảy ra vụ chết người khi thân chủ của bà bị an ninh bắt giữ và cho rằng đây là vụ việc thiếu trách nhiệm từ phía an ninh. Có nguồn tin nói người phụ nữ Việt bị còng tay trong đợt truy bắt trốn thuế và làm giả hóa đơn VAT của Cục An ninh Quốc nội. Cũng theo trang tin trên, người phụ nữ Việt Nam bị bắt trong căn hộ của bà và sau đó nhảy ra cửa sổ, bị thương và tắc thở trên đường đưa vào bệnh viện. Cho đến chiều thứ Tư, danh tính người phụ nữ này chưa được báo chí Ba Lan tiết lộ, cũng không nói rõ liệu bà có liên quan đến việc trốn thuế, làm giả các hóa đơn VAT hay không. Vụ việc hiện đang được các nhà chức trách Ba Lan điều tra.